Vô. Ok, Aventurine và Acheron đã tới. Và chúng ta hôm nay sẽ roll dùm các viewer của chúng ta những nhân vật này ha. Hạt đầu tiên là của một viewer rất là thân thiết của chúng ta là Ines ha. Hay chúng ta có thể chúng ta gọi quen thuộc là Phương Duy. Đó. Thì cũng rất gần Bitty rồi đó. Mười bấm 10 roll nữa là coi như là nổ luôn ấy. Và em ấy muốn chúng ta roll Aventurine. Nếu mà trúng thì tính sau, còn còn không trúng thì roll cho tới cái Ara Aventurine thì thôi nhá. Ok. Hai. Cái lần roll này nó cũng sẽ chứng minh là việc là tôi có phải là vua phòng ngự hay không á. Ok. Nhưng mà trước khi bắt đầu roll á thì nếu mà mọi người thích cái content roll này á thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông ủng hộ mình để mình làm thêm những content như thế này á. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả video nha. Rồi. Let's go. Ok, 10 roll ra luôn này. 10 roll bấm 10 roll ra Venturin luôn cho nó xong đi đúng không mọi người? Tại vì nó không nổ vậy. Nó còn không nổ nữa chứ. Tôi nhớ cũng gần tới lắm mà ta khoan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 là gần 14 là 78 rồi đó chứ. Rồi lẻ đi. Rồi lẻ. Chúng ta đang có 2 rồi lẻ ở đây nè. Hai rồi lẻ. Rồi lẻ nha. 79. À, ra luôn rồi này. Ra luôn rồi này. Aventurine. Hai. Ba. Làm sao mà mọi người đã đặt tên tôi là vua phòng ngự mà làm sao mà tôi lật được, đúng không? À đó. Nhẹ nhàng tình cảm. Ok, rồi tiếp theo thì Phương Duy muốn chúng ta ít 10 chấn. Nhưng mà chỉ ít 10 chấn thôi thì chắc là nó không ra đâu nha. Tôi nghĩ chắc nó không ra đâu. Ít 10 chấn thì thôi. Thôi luôn này. Ừ đúng rồi, nó sao ra được. Ok. Người đầu tiên thuận lợi, bạn đầu tiên thuận lợi ha. Hợp lý. Khởi đầu nhẹ nhàng. Chỉ roll nhân vật thôi. Ok, cảm ơn Phương Duy vì khởi đầu thuận lợi nhé. Bây giờ chúng ta đến với đạt tiếp theo. Tiếp theo chúng ta có gia nhất. không nói nhiều nữa, chúng ta thúng ra roll luôn đi. Để coi cái PT bao nhiêu rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A L. Anh chưa tới qua trang, anh chưa qua tới trang 11 em à. Anh chưa qua tới trang 11 em à. Anh mới tới trang 10 thôi. Tới trang 11 có thêm bất ngờ nữa à. Từ trang 11 có bất ngờ nữa à. Khoan. Trang chính này, trang 10 để vậy, trang 11 có bất ngờ nữa. Rồi. À. Hết cứu. Này anh cũng không cứu được. này anh cũng không cứu được. Này chịu nhá, giờ bị gì là anh chịu luôn ấy. Ok, rồi, 30 run. Để coi nè, ra không nhá. Không này. Sampo, Sikambo chưa E6. Sikambo chưa E6 này. Chưa ra luôn này. Mắt 7 cũng chưa E6 luôn, hay nè. Rồi. 77 bit đi. Vô. À, ra luôn rồi, rồi ra sớm. Có ra hay giờ có nổ hay không? có nổ hay không đây? Có nổ ê, gọi là gì ta? Có lệnh hay không? À, cái nó đập vô mặt mình thẳng chú eo mới bắt cười rồi. Ok chưa. Tiếp đi à. Skip luôn.
Cái này đó tôi không chắc là chia buồn hay không nha. Tại vì vấn đề là mọi người có thể nhìn thấy cái lịch sử rôn. Ừ, có thể nhìn thấy cái lịch sử rôn cho nên tôi không biết là nên có nên buồn. Rồi, chúc mừng gia nhất đã ra anh văn nhé. Tiếp theo chúng ta tới Tèo. Tèo muốn chúng ta roll, một là Aventurine, hai là Clara. Có nghĩa là lột á thì lột ra Clara ha. Có vẻ nhu cầu này hơi lạ nhưng mà ok. Phải phải nếu 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 mà lột, nếu mà lột thì hy vọng nó là Clara ha. Đó, đúng 100 roll này. 360 độ luôn, 360 độ. Giờ chúng ta cùng coi coi anh Lim của chúng ta xe máy à. Xe máy. Anh Lim. Lộn rồi, bao nhiêu bitty chứ, tôi bị lộn. Bao nhiêu bitty rồi? Ok. 40 bitty. 40 bitty rồi ha. Ok, chưa nổ này. Ừ, 3 tím. À, 60, cái này 60 đúng không? 60, 70 này. Ok, rồi. Phải đúng bitty. Ok. À, 80 này. Vô. Nổ không? À, bản liền nó không nổ thiệt. Nó không nổ thiệt. Nó không nổ thiệt trời. Lất lất tôi là phải 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 trễ à. Lất lất tôi là auto phải trễ à. Giờ run 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 nhẹ, run 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 từng cái hay là run 10 cái luôn đây? Giờ run từng cái, run 10 cái luôn. Ít 10 đúng không? Rồi, giờ cái này mà không nổi vấn đề này. Kiện kiện vi chó liền. À, hy vọng 81. Vô à, không 81 luôn á chứ, khoan không 81, tôi biết múa 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 là nó mạnh rồi nhưng mà tại sao 82 là sao, 82 chưa ra là sao ấy, từ từ. Ừ rồi. Xong. xong rồi. Giờ câu hỏi là trấn không? Giờ câu hỏi là trấn không? Trấn 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 đại ca này không? Ừ, nhìn nhìn cát cược bài bạc nè đó. Trấn luôn không? Trấn luôn không? Trấn luôn à? Ok nhá. Rồi, Tèo quyết định run trấn luôn do là đã thắng Aven. Rồi, ok. 20 BT, 20 BT. Game này cũng 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 nổ ngang với lại Genshin nhỉ. 30 này. 40 này. À, 40 này, 40 này, 40 này. 40, 40, 40. Rồi. À, xong nhá. Mọi người biết gọi tôi là cái gì đó. Ngữ vương. Ok, rồi. Cảm ơn Tèo nhá, cảm ơn Tèo rất nhiều. Cảm ơn Tèo rất nhiều, cảm ơn Tèo rất nhiều nhá. Tiếp theo, chúng ta có đất gửi gửi cho Aventurin. Lại một Aventurin nữa. Ok, gửi gửi Aventurin hiện tại đang có vẻ là quyết định đúng đắn à. Quyết định đúng đắn. Ok, bao nhiêu BT rồi đây? Gần 40 BT là đang là 37 BT, đang 37 BT. 37 37 37. Ok. 37 BT. Rồi. Liệu 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 lần này chúng ta có thua Aventurin đầu tiên của chúng ta hay không này. Cũng cũng biết à. 37 này, 47. 47 này, 57 này, 67 này. Rồi. Đó, làm lẹ. Rồi giờ 77. 77. Liệu có ra chi chi không? Tiền nổ hơn chi chi trong này mới mắc cười nha. Nổ 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 đâu ra chi chi trong này mới mắc cười nha. Ok. Nó chưa nổ thiệt kìa. Hay này, chưa nổ thiệt luôn. Rồi. Nó chưa nổ thật. Rồi. Giờ đất
giờ đất muốn roll lẻ hay là roll roll chẵn ít 10 luôn đúng không? Rồi 87 này mà giờ chưa ra là tôi mới chạy lên thạch này. Ok à, ok ok rồi. Mà có skip không? Có skip không? Có skip không? Hay là đánh luôn? Easy. GG easy noob. Game game là dễ, game là dễ. Làm sao làm khó được tôi. đã roll phòng ngự. đã roll phòng ngự rồi là làm sao mà khó được tôi đây. Ok, bây giờ tới trấn Aventurin nè. Trấn Aven này. À mới ra thôi, mới ra trấn của phê sao kìa. Giờ roll trấn phê rồi, đây. Mới nổ mới 8 7 BT rồi đúng không? Hình nãy tôi nhớ 7. 7 7 đúng không ta? Ừ 7, 7 luôn. Cái ta 17 này. 27. Rồi nhân vật thì tôi trước giờ ra trễ để không lệch thì quen rồi, cho nên là chưa rồi trấn tại đã sớm. Ok. Axelat. Siêu ắt luôn. tỷ lệ trúng hiện tại là nhiêu rồi ta? Cả người lẫn trứng là nhiêu rồi ta? Để, hình như thua có mỗi thắng hết, thua mỗi dài nhất. Tại vì dài nhất là người duy nhất nhờ chúng ta roll Acheron, còn hiện tại những người còn lại hiện tại đều nhờ chúng ta roll Aventurin. Ok, cảm ơn Agamo rất nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều nha. Tiếp theo chúng ta có Lydia. Lydia gửi cho chúng ta ạc với mong muốn là roll 8 Aventurin. Đây, roll Aventurin. Nếu mà không lệch Aventurin thì roll trấn Acheron nhá. Ok. Để coi. Để coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 14 rồi nè. 14 là bấm cái nổ luôn này. Bấm cái nổ luôn này. Theo lớp của tôi ghi là không nổ lắm nha. Từ đang 70 này mà bấm cái 80 tôi ghi là không nổ này. Thử nha. Với cái lớp từ nãy giờ là tôi nghĩ là không nổ này. À không nổ rồi, ok. Ok. 71 này. 72, 73, 74, 75, 76. Và nó vẫn trễ. 77, 78. À! Đây rồi, lần đầu tiên. À, nhưng mà nó ra Clara nha. Clara là một nhân vật tốt trong đám lệch. Cũng đỡ. Nhưng mà vẫn lệch. Ok, phụ lòng Lydia rồi. Ok. Phụ lòng Lydia rồi. Không ra sớm. Mà tại sao là ngày đầu tiên là sao ấy? À, xin chia buồn. 20 30 40 40 ra cây mới luôn mà nó không chịu ra. 50 vô nổ. À, 60 rồi. Nó ra luôn cây mới mà nó không chịu ra Aven luôn á chứ. 70 không? Không luôn. Không 70 luôn, không có 70 gì ở đây hết. Không có mùa xuân nào ở đây hết. 71 72 khô thiệt. 73. 73. 73. Ok.
hơi khô, thậm chí chấn còn chưa có gì nữa này. Giờ giờ cách duy nhất để gỡ cái này là tôi roll ra ra chấn trong vòng 3 roll này, mà giờ hơi khó đó, tôi thấy hơi khó. Ừ, khó. Ok, xin chia buồn với lại Gia Nhất và Lydia nhé. Xin lỗi hai người rất nhiều nha, đã phụ lòng hai người hơi hơi rồi. Ok, có vẻ như đây là người cuối của ngày hôm nay của chúng ta ha, bởi vì còn một người thôi, còn một bạn nữa là Quỳnh Soda, nhưng mà tôi không thấy bạn ấy đâu, cho nên là đây đây là người cuối cùng của chúng ta, và bạn ấy muốn chúng ta rồi Acheron. qua qua tới này qua tới đây tôi đang hơi hơi lo hơi lo hơi lo mọi người à, hơi lo hơi lo. Có cái này lên 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 số chẵn này, tôi quen lên số chẵn thì 70 đây rồi. Có lịch sử roll là mới 20 thôi, có nghĩa là 20 PT. Ok, mà tôi đang không tự tin Acheron lắm. Ok. Ủa mà từ từ, hồi nãy nãy hình như bảo hiểm hay sao? À, hình như Bronya mà đúng không ta? Ủa? Là đưa rôn hộ thôi hả? Rôn hộ vậy thôi, speed run luôn đi. À, rồi lại kia đâu cộng chứng mà rôn hộ thôi, chứ không có 50 này, 60 này, 70 này. Rôn hộ thôi thì chiêu 71, 72, 73, tưởng 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 74, tưởng tưởng có khả năng lệch chứ, 75, 76 luôn, 77, 77 đây. Rồi góc vui rồi, qua trấn trấn mà có luôn thì hài, trấn 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 mà có luôn bảo hiểm rồi thì hài này. Đúng đúng nghĩa là rôn rôn góc vui ấy. 3 4 5 đây, trấn thì không, trấn thì không. Là mới có nhiêu đó thôi. Ok, vậy rôn mấy cái đi. Ok. À. Đừng để thế giới lạnh lẽo, đừng để thế giới lạnh lẽo. Ok nhé. Tôi sẽ không để thế giới lạnh lẽo. Rồi. Ok, 10 roll cuối cùng. Ra hay không? Không. Không ra. Ra cho tôi cây cây bảo hộ luôn đó chứ. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn Đức Bùi đã góp vui bằng 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 việc cho tôi Acheron hộ nhá, nhưng mà nó ra hơi trễ, thông cảm. Tôi roll nhân vật ít khi nào ra sớm lắm. Ok, và đó là acc cuối cùng của chúng ta rồi. Cảm ơn mọi người vì đã coi cái video này. Nếu mà mọi người thích cái video này thì mọi người cho tôi một like, một subscribe, ấn vào nút chuông nhé. Và hãy ủng hộ WeWoo Game ở dưới phần mô tả video nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.